Em ơi, em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm, đường đời biệt mù và đéo về đâu. Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt đầu. Em ơi, nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng lạnh lúc tan chợ chiều. Ngại ngùng một lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi, giờ chẳng vừa ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dáng cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi, phải chăng phút giây ngày ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành lời, dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Chúng ta không ngần ngại gì dành cho bác nhạc số 1 Việt Nam một trọng bàn tay thật lớn lên và tất cả đại gia đình ta. Em ơi, nhớ chàng phở ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi, phải chăng phút giây ngày ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành lời, dù rằng gần đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao?